Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, đây là chương trình thông tin về trước cái vòng đấu thứ hai của V-League 2023. Những cái thông tin đáng chú ý, những cầu thủ bị treo giò và nhiều cái thông tin khác nữa. Trước khi đến với chương trình ngày hôm nay thì quý vị và các bạn có thể bấm like và subscribe kênh YouTube Thuật Thể Thao để ủng hộ Thuật Thể Thao ra những video mới hơn và chất lượng hơn trong thời gian tới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu của vòng 2 V-League 2023 thì sân chơi cao nhất Việt Nam, cái vòng đấu thứ hai này sẽ diễn ra trong 3 ngày, ngày 27, 28 và 29 tháng 10. Theo cái lịch thi đấu ở đây thì trong ngày 27 thì sẽ diễn ra một trận đấu duy nhất thôi, đó chính là cuộc so tài của Viettel với Đông Á Thanh Hóa. Và trong ngày 28 thì sẽ diễn ra 3 trận đấu vào lúc 17 giờ, ngoài Gia Lai đối đầu với Công an Hà Nội, Khánh Hòa gặp Nam Định, Hà Tĩnh gặp Sông Lam Nghệ An. Thì hai trận đấu giữa Khánh Hòa với Nam Định và Hà Tĩnh với Sông Lam Nghệ An sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ. Trong ngày 29 tháng 10 sẽ diễn ra 3 trận đấu vào lúc 17 giờ, Quảng Nam đối đầu với Thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 18 giờ Bình Định gặp Bình Dương, và vào lúc 19 giờ 15 trận đấu muộn nhất của vòng đấu này đó là màn so tài của Hà Nội với Hải Phòng. Thì theo thông báo của ban tổ chức thì ở vòng đấu này chỉ có 3 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR thôi, đó chính là cuộc so tài của Viettel với Đông Á Thanh Hóa, của Hà Tĩnh với Sông Lam Nghệ An và của Hà Nội FC với Hải Phòng. Trước cái giải đấu này thì ban tổ chức người ta thông báo rằng là mỗi vòng đấu sẽ tối đa có 4 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR, bởi vì hiện tại thì chúng ta mới có 2 xe VAR thôi, cho nên là sẽ chỉ tối đa 4 trận đấu. Vào ở cái vòng đấu này thì những đội bóng ở miền Bắc như là Công an Hà Nội, như là Nam Định này và cả Thanh Hóa nữa thì thi đấu trên sân khách, cho nên là có 3 trận đấu thôi. Như chúng ta đã biết rằng thì VAR chỉ áp dụng từ sân Hà Tĩnh trở ra ngoài thôi. Đấy, cho nên là những cái đội ở trong miền trong ấy thì sẽ phải chờ thêm khi mà có thêm xe VAR của FIFA thì và xin Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như là ban tổ chức xin phép thêm thì mới có thể là áp dụng công nghệ VAR ở nhiều trận đấu hơn nữa, đúng không ạ? Còn bây giờ đang trong giai đoạn thử nghiệm và đang áp dụng trong 3 năm thì chúng ta cứ từ từ đã. Thưa quý vị bạn, như ở cái vòng đấu này thì cái trận cầu có 3 trận cầu, 4 trận cầu mà chúng ta nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ, đó chính là trận đấu giữa Viettel với Đông Á Thanh Hóa, Hoàng Gia Lai với Công an Hà Nội, hay là Hà Tĩnh với Sông Lam Nghệ An, và đặc biệt là trận đấu giữa Hà Nội FC với Hải Phòng. Đây là trận đấu mà chúng ta sẽ nói tới ở cái chương trình ngày hôm nay. Như chúng ta đã biết ý, thì những cái trận đấu giữa Hà Nội FC với Hải Phòng thì luôn diễn ra có thể nói rằng là rất là căng và nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ. Cái lịch sử đối đầu của Hải Phòng với Công an Hà Nội trên sân hàng đẫy thì trong hơn chục năm qua thì Hải Phòng chỉ thu về những cái niềm đau thôi, còn để mà có được chiến thắng trước Hà Nội FC trên sân hàng đẫy là rất lâu rồi thì Hải Phòng chưa có được. Cho nên là đây là trận đấu mà Hải Phòng được dự đoán sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và còn khó khăn hơn nữa khi mà ở trận đấu với Hà Nội FC thì các cổ động viên của Hải Phòng không được vào sân, bởi vì là theo cái án cái kỷ luật, theo cái quyết định kỷ luật số 395 QĐ Liên đoàn bóng đá Việt Nam của ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành ngày 4 tháng 8 năm 2023 thì các cổ động viên của Hải Phòng sẽ bị cấm vào sân ở cái trận đấu với Hà Nội FC ở trận đấu, và cụ thể là trận đấu tại vòng 2 V-League 2023 này. Thì do là ở cái trận đấu chúng ta biết rằng là cái giai đoạn lượt về của mùa giải V-League 2023 trước ấy, thì các cổ động viên của Hải Phòng đã đốt pháo sáng trên sân hàng đấy, oanh tạc sân hàng đấy bằng pháo sáng, và trận đấu đó thì mình tăng nghiệp ở đấy thì mình đếm này khoảng có 4 đến 5 quả pháo sáng gì đó trong suốt cả từ đầu tới cuối trận đấu, thì Hà Nội FC đã bị phạt rất nặng. Nhìn chung là nhiều trận đấu trở lại đây khi mà các cổ động viên của Hải Phòng đến sân hàng đấy đối khi mà Hải Phòng gặp Hà Nội FC thì hầu như là sân hàng đấy là không thể kiểm soát được cái việc đốt pháo sáng, và Hà Nội FC đều bị phạt, cái số tiền phạt cũng tương đối là nhiều. Cho nên là ở trận đấu này thì ban tổ chức và ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam họ cũng đã ra cái quyết định kỷ luật và cấm các cổ động viên của Hải Phòng tới sân xem trận đấu giữa Hà Nội FC với Hải Phòng. Do vậy thì chúng ta thấy rằng là cái ở vòng đấu này thì cái việc mà không có cổ động viên tới sân xem và thi đấu ấy
thì là một cái bất lợi đối với các cổ động viên, đối với đội khách, đúng không ạ? Vì nhìn chung thì các cổ động viên ngoài phòng luôn rất là cuồng nhiệt và rất yêu bóng đá và đến sân cổ vũ cho đội bóng mình rất là nhiệt tình, mà nhất là cái trận đấu vào ngày 29 là trận đấu ngày chủ nhật, đúng không ạ? Mà là không cổ vũ thì rất là phí, nhưng mà theo cái án kỷ luật thì sẽ không được đến sân. Và ban tổ chức cũng như là ban tổ chức sân họ cũng đã có những cái việc làm để mà có thể là chống lại, để mà đề phòng cái việc mà một số cổ động viên quá khích của Hải Phòng có thể đốt pháo sáng. Thì trong ngày hôm nay thì họ đã thông báo là họ sẽ đóng toàn bộ cổng từ 13 tới 18. Đây là cái cổng mà vốn là dành cho các cổ động viên của đội khách ấy. Thì tại cái cuộc họp triển khai công tác đảm bảo an ninh an toàn trận đấu giữa đại diện của ban tổ chức giải với ban tổ chức trận đấu và lực lượng công an thành phố Hà Nội cũng như là các vệ sĩ, thì các kịch bản an ninh đã được đưa ra để thảo luận trên tinh thần đảm bảo trận đấu diễn ra an toàn, phục vụ khán giả tới sân theo dõi trận đấu tốt nhất. Thì ban tổ chức nhận định thì có thể xảy ra khả năng trường hợp là cổ động viên quá khích gây mất trật tự an ninh trên khán đài. Do đó thì công tác kiểm tra soát vé vào sân đặc biệt được quan tâm. Bên cạnh máy quét nghiệp vụ của công an thành phố Hà Nội thì ban tổ chức sân sẽ bố trí thêm máy quay giám sát công khai để cung cấp cho cơ quan chức năng khi cần thiết. Phía ngoài sân thì lực lượng an ninh sẽ bố trí ở nhiều khu vực nhạy cảm. Công an thành phố Hà Nội sẽ bố trí thêm lực lượng trinh sát mặc thường phục rà soát và xử lý những trường hợp vi phạm khi cần thiết. Bên cạnh đó thì công tác phối hợp với các bộ phận liên quan cũng được nâng cao. Trường hợp cần thiết thì công an thành phố Hà Nội có thể tiến hành cấm đường ở một số khu vực nhằm đảm bảo an toàn cho trận đấu nói riêng cũng như an toàn trên địa bàn nói chung. Các biện pháp nghiệp vụ cũng được sẵn sàng triển khai tùy theo quá trình nắm bắt thông tin và tình hình thực tế. Đấy, có thể thấy rằng là cho dù là cấm các cổ động viên của Hải Phòng tới sân ấy, nhưng mà ban tổ chức trận đấu cũng như là ban tổ chức giải và các bộ phận liên quan cũng phải chuẩn bị những cái phương án rất là kỹ lưỡng, bởi vì để mà đảm bảo an ninh an toàn cũng như là sức khỏe cho những người, cho khán giả đến sân theo dõi. Vì chúng ta biết rằng là đốt pháo sáng là cấm đấy, và nhiều trường hợp đốt pháo sáng là bị thương các cổ động viên. Và trận đấu mà vòng cái trận đấu mà các cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng trước ấy, thì có một cổ động viên nhí của Hải Phòng đã bị bỏng, và rất may là cháu bé không bị nặng quá. Sau khi mà đưa tới viện cấp cứu thì băng bó thì cũng đã trở lại sân hàng đấy, và cũng không nặng quá đấy, rất là may, đúng không ạ? Thì quan điểm cá nhân của mình thì các cổ động viên cuồng nhiệt nhưng mà tới sân thì chúng ta cũng cố gắng tiết chế cảm xúc và không nên đốt pháo sáng, bởi vì nó không chỉ ảnh hưởng tới ban tổ chức trận đấu, không chỉ ảnh hưởng tới hình ảnh của bóng đá Việt Nam, mà còn ảnh hưởng tới cả chính các cổ động viên. Bởi vì nếu như không may có trường hợp xảy ra thì nó rất là đáng tiếc. Chúng ta còn nhớ rằng có một cổ động viên nữ khi mà cái trận đấu giữa Nam Định, đúng không ạ, bắn vào sáng từ khán đài bên này sang bên này và bắn vào đùi thì bị thương rất là nặng đấy. Cho nên là những người đó thì cũng đã phải chịu trách nhiệm với cái hành vi của mình rồi. Thì đó là những trường hợp rất là đáng tiếc. Thì nói chung là các cổ động viên tới sân cổ vũ thì chúng ta nên cổ vũ một cách cuồng nhiệt, nhưng mà cổ vũ một cách văn minh và lịch sự, để mà giữ gìn cái hình ảnh của bóng đá Việt Nam cũng như là giúp cho các cầu thủ thi đấu có thể nói rằng là với cái trạng thái hưng phấn tốt nhất, đúng không ạ, thì cống hiến cho khán giả trận cầu hay nhất. Còn là trận đấu giữa Hà Nội với Hải Phòng thì thực sự mà nói ở thời điểm hiện tại thì cả Hà Nội với Hải Phòng thì cũng đang phải căng sức thi đấu ở đấu trường cúp C1 châu Á cũng như là cúp C1 châu Âu. Cho nên là ở cái màn đối đầu này thì hai đội bóng cũng được dự đoán là mang tới cho khán giả những cái trận cầu hấp dẫn ấy. Bởi vì những cái màn đối đầu giữa Hà Nội với Hải Phòng chưa bao giờ là tẻ nhạt cả, bởi vì là cái duyên nợ của hai đội bóng này luôn được đẩy lên cao rất là đỉnh điểm, đúng không ạ? Thì ở cuộc đọ sức lần này thì chúng ta thấy rằng là Hải Phòng vừa có cái chiến thắng 3-2 trước Sabat trên sân vận động Lạch Tray, trong đó thì Hà Nội cũng đã thua rất là đáng tiếc trước Vũ Hán ở cái lượt trận thứ 3 cúp C1 châu Á. Thì nhìn chung thì phong độ và màn diễn của hai đội nó tương đối là khác nhau, nhưng với cái chất lượng chuyên môn của hai đội bóng này thì cá nhân thuật thể thao đánh giá thì Hà Nội FC vẫn được đánh giá cao hơn, bởi vì trên thực tế thì Hà Nội FC cái chất lượng đội hình và cái lực lượng đội hình 1 với đội hình 2 của họ không chênh nhau quá nhiều. Trong đó thì Hải Phòng cũng có những cái lợi thế nhất định khi mà huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm là một người rất hiểu của Hà Nội FC. Bên cạnh đó thì ông cũng là một nhà cầm quân giỏi, phải khẳng định luôn. Nếu như để mà huấn luyện viên nội ở thời điểm hiện tại tại V-League thì mình, quan điểm của mình thì không ai qua được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Những cái sự thay đổi người, đọc trận đấu và những thay và
sắp xếp sơ đồ chiến thuật, có những cái vị trí thử nghiệm có thể nói rất là ấn tượng đúng không ạ? Dưới bàn tay của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thì Hải Phòng chơi rất là hay. Cho dù là trong hai mùa giải mà huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm dẫn dắt ấy, thì Hải Phòng liên tục bị chảy máu về mặt lực lượng đúng không ạ? Sau khi mà giành ngôi Á quân cái thì hàng loạt những cầu thủ trụ cột ra đi, và mùa giải vừa rồi chỉ giành hạng 6 thôi, nhưng mà sau đó thì cũng chia tay một số trụ cột thì cũng đã bổ sung thêm rồi. Nhưng mà về cơ bản thì cái sự xáo trộn về mặt đội hình nó sẽ khiến cho huấn luyện viên rất là đau đầu để mà tìm kiếm những cái quân bài thay thế. Tìm kiếm được những quân bài tốt rồi, nhưng mà để mà ăn khớp với lối chơi và vận hành tốt thì nó không phải là một vấn đề đơn giản cho các huấn luyện viên đâu đúng không ạ? Thì ở trận đấu này thì mình nghĩ rằng Hà Nội FC với các lợi thế sân nhà của mình, và đây là trận đấu đầu tiên của Hà Nội FC ở V-League mùa giải năm nay, vì ở cái trận đấu vòng 1 họ đã bị lùi lịch xuống tháng 11 rồi, thì Hà Nội FC sẽ rất muốn có được chiến thắng, bởi vì ở trận đấu ra quân thì Hà Nội FC luôn hướng tới một chiến thắng. Đối với bản thân Hà Nội FC, khi mà bước vào bất kỳ giải đấu nào, đặc biệt là giải đấu quốc nội, họ luôn đặt mục tiêu giành chức vô địch. Về nhì đã là thất bại rồi. Đấy, cho nên là họ rất quyết tâm. Và mùa giải năm nay thì Hà Nội FC đã đầu tư rất nhiều, đặc biệt là về mặt ngoại binh, cho nên họ rất muốn giành chiến thắng trước Hải Phòng. Và về quan điểm cá nhân mình thì ngoài cái lịch sử đối đầu ra thì mình đánh giá rằng là không chỉ trên sân nhà đâu, mà kể cả thi đấu sân khách thì Hà Nội FC vẫn được đánh giá cao Hải Phòng, và mình dự đoán là Hà Nội FC sẽ có được chiến thắng trước Hải Phòng để mà có một cái khởi đầu nó thuận lợi. Tất nhiên trong đó là sẽ rất khó nói trước điều gì, vì Hải Phòng ở mùa giải trước cũng đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Hà Nội FC đúng không ạ? Trong 10 lần so tài gần nhất đây thì Hải Phòng chỉ có được một chiến thắng và một trận hòa thôi, còn đâu là 7 trận thua đúng không ạ? Còn trên sân nhà của Hà Nội FC thì mấy trận đấu gần đây thì Hải Phòng toàn thua thôi, cho nên là cái nói chung là cái bất ngờ thì vẫn sẽ có trong bóng đá, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì mình đánh giá rằng Hải Phòng sẽ khó có thể tạo ra được cái đột biến và tạo ra được cái bất ngờ trên sân hàng đấy, cho dù là bản thân Hà Nội FC thi đấu không thực sự tốt ở cúp C1 châu Á. Nhưng mà chúng ta cần phải lưu ý rằng là ở đấu trường cúp C1 châu Á thì Hà Nội FC gặp những đối thủ quá mạnh, trong khi đó thì Hải Phòng ở đấu trường cúp C2 thì những cái đối thủ họ đối đầu chỉ là vừa miếng thôi. Nhưng mà đấy, chúng ta thấy rằng là hàng thủ của Hải Phòng là thi đấu không thực sự tốt đâu, là trong 3 trận đấu tại vòng bảng của cúp C2 châu Á thì cũng hàng thủ cũng mắc sai lầm và để lọt lưới đấy. Đặc biệt là trận đấu mới nhất gặp Sabat thì đúng ra là dẫn trước 2-0, sau đó lại để thua và dẫn 3-1, sau đó để thủng lưới tiếp. Thì hai những cái bàn thua của Hải Phòng nó đến từ sự hơi của hàng thủ, và trận đấu trước nữa với Hung Quang United cũng như vậy, thì dẫn trước và có thế trận tốt, nhưng mà sau đó về thời gian cuối trận thì khi mà cái nền tảng thể lực bị suy giảm thì lại Hải Phòng lại rất dễ bị gục ngã. Thì cái trận thua trên đất Singapore trước Hung Quang United đó là cái thất bại mà Hải Phòng cũng sẽ phải tính đến đúng không ạ, và rút kinh nghiệm. Và đặc biệt là hai bàn thua trước Sabat cũng như vậy, hàng thủ của Hải Phòng thực sự đang có vấn đề, mặc dù là hỗ trợ tấn công tốt đấy, nhưng mà vẫn đang có vấn đề. Chưa kể là tuyến giữa của Hải Phòng khi mà gặp những đội bóng mạnh và có khả năng kiểm soát bóng và tổ chức lối chơi tốt như Hà Nội FC thì sẽ rất khó. Chúng ta đều biết rằng là ở trận đấu tại vòng 1 V-League gặp Hoàng Gia Lai, cái tuyến tiền vệ của Hoàng Gia Lai là tốt đấy, đó là Hải Phòng không dám cầm bóng chơi, và bản thân huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng khẳng định luôn điều này, là ở tuyến giữa của Hải Phòng thiếu đi một cầu thủ mà dám cầm bóng để chơi và cầm nhịp cũng như là tạo ra cái sự khác biệt trong cái lối chơi. Thì đó chính là vấn đề của Hải Phòng phải cải thiện trước Hà Nội FC. Còn cá nhân mình đánh giá đây là trận đấu mà Hà Nội FC hoàn toàn có thể giành thắng với tỷ số 2-1 trước Hải Phòng được. Còn trận đấu sớm nhất của vòng đấu này là cuộc so tài của Viettel với Đông Á Thanh Hóa, thì chúng ta biết rằng là đây là trận đấu mà tái hiện lại trận chung kết cúp quốc gia mùa giải năm ngoái đúng không ạ? Nhưng mà đổi lại đây là trên sân hàng đẫy đúng không ạ? Thì trên thực tế thì ở thời điểm hiện tại thì mình vẫn đánh giá Viettel cao hơn Thanh Hóa, mà cho dù là hai đội bóng này ở lượt trận ra quân thì đều hòa. Thanh Hóa thì hòa Hà Tĩnh trên sân nhà, còn Viettel thì lại hòa Sông Lam Nghệ An trên sân khách. Cho dù là Viettel cũng đã dẫn trước Sông Lam Nghệ An nhưng mà sau đó lại không bảo vệ được thành quả của mình. Thì trên thực tế với những cái đội bóng như là Viettel ở trận đấu này, nếu như họ đón sự trở lại của Hoàng Đức và Khuất Văn Khang sau khi mà bình phục chấn thương ấy, thì cái khó khăn dành cho Thanh Hóa lại càng lớn hơn nữa đúng không ạ? Bởi vì là cái chất lượng đội hình của Viettel vốn dĩ đã tốt hơn Thanh Hóa rồi, chưa kể là cái độ ổn định cũng rất lớn. Chúng ta biết rằng là ở cái kỳ chuyển nhượng vừa rồi, Thanh Hóa đã chia tay tới 12 cầu thủ và họ đưa về 10 cầu thủ mới cũng như là đôn cầu thủ trẻ lên. Thì chúng ta thấy rằng là những cái sự xáo trộn này nó đã ảnh hưởng tới cái lối chơi của Thanh Hóa đấy. Vì trận đấu với Hà Tĩnh chúng ta thấy rõ được rằng là cái khả năng phòng ngự của Thanh Hóa là bị ảnh hưởng đúng không ạ? Để cho Hà Tĩnh ghi 2 bàn đúng không ạ?
thì cái hàng thủ là có vấn đề rồi. Còn Viettel thì cái hàng thủ của Viettel thì luôn nằm trong top những đội bóng quang thủ tốt nhất V-League trong mấy năm trở lại đây. Từ khi đội bóng này trở lại V-League thì cái hàng thủ của Viettel luôn đánh giá rất cao và họ chơi rất tốt luôn. Đấy. Thì huấn luyện viên Thành Hoàng Khanh ở trận đấu trước thì cũng đã nói rằng là hài lòng với những gì mà Viettel thể hiện ở chuyến làm khách và có được một điểm. Nhưng mà về cá nhân mình đánh giá cái trận hòa đó không khác gì một thất bại đối với Viettel cả, bởi vì cái lực lượng họ được đánh giá cao hơn Sông Lam Ngang rất nhiều, và cái bài test mang tên Đông Á Thanh Hóa này còn thậm chí còn cao hơn nữa. Cho nên là đây là trận đấu mà Viettel cũng sẽ phải rất lưu ý, đúng không ạ, rất lưu ý. Và đặc biệt là cái cầu thủ Rimario, tiền đạo Rimario của Thanh Hóa, nếu như để cầu thủ này mà sơ sẩy để hở ra cái là lại bị kết liễu là toang đấy. Về trên thực tế thì Viettel gặp những cái đội bóng mà có xu hướng chơi đá dâng cao hình như Thanh Hóa thì họ sẽ đá dễ hơn, hơn là gặp những đội bóng mà cái đội hình họ lùi quá sâu. Viettel là đội bóng mà khi mà đá với những đối thủ mạnh mà có thiên hướng tấn công thì Viettel đá rất là hay, nhưng mà gặp những đội bóng mà bị đánh giá yếu hơn họ và gặp những đối thủ mà họ chơi phòng ngự lớp lang tốt thì lại rất là bế tắc. Thì đây là vấn đề cũng là của Viettel, và hy vọng rằng khi mà Hoàng Đức trở lại thì cái vấn đề này của Viettel ở trước với Thanh Hóa có thể được cải thiện hơn một chút, nhưng mà sẽ không dễ để mà thắng được Thanh Hóa đâu. Cho nên là sẽ phải có đấu pháp một cách hợp lý. Nếu như ở trận đấu này mà Thanh Hóa chơi lì lợm và bản lĩnh thì không ngoại trừ khả năng trận đấu này sẽ hòa nhau đâu, đúng không ạ? Còn trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai với Công an Hà Nội thì chúng ta biết rằng là nhận lời mời của huấn luyện viên Katie Sack thì cựu cầu thủ của Leicester City cũng đã tới để mà hỗ trợ huấn luyện cho Hoàng Anh Gia Lai trong hai buổi, đó là Mark Elliott, đúng không ạ? Thì trong hai buổi nhìn chung thì mình ở thời điểm hiện tại thì đương nhiên cái chất lượng hình của anh Gia Lai là bị đánh giá thấp hơn Công an Hà Nội rồi, vì tất cả các tuyến các vị trí thì đều không sánh được. Nhưng cái lối chơi của anh Gia Lai trong 2 năm trở lại đây thì và ở trận đấu ra quân trước Hải Phòng chúng ta thấy rằng là có sự thay đổi rõ rệt, là chơi phòng ngự phản công rồi, họ cũng không ham tấn công nữa. Và cái việc mà họ đưa về hai trung vệ ngoại là cho thấy rõ cái điều này, họ muốn gia cố cái hàng thủ trước khi nghĩ tới cái mục tiêu cao hơn, đúng không ạ? Thì nếu như mà Hoàng Gia Lai mà chơi phòng ngự tốt thì Công an Hà Nội cũng sẽ rất là khó khoan đấy. Bây chưa kể là Hoàng Gia Lai có lợi thế sân nhà. Cái lịch sử đối đầu của Công an Hà Nội với Hoàng Gia Lai thì trong 2 lần so tài gần nhất thì hai đội bóng đều hòa nhau, đúng không ạ? Thì Hoàng Gia Lai cũng không phải lo lắng lắm. Và đây là trận đấu được thi đấu ở sân nhà thì mình nghĩ rằng Hoàng Gia Lai hoàn toàn có thể tạo ra được cái bất ngờ trước Công an Hà Nội được, đúng không ạ? Không vấn đề gì cả. Không ngại lắm. Còn liên quan một số cái thông tin về V-League thì chúng ta thấy rằng là hôm nay ngày 26 tháng 10 thì ban tổ chức đã thông báo cái bổ sung và thay thế các ngoại binh theo cái điều lệ của giải. Thì trước cái trận đấu đầu tiên của vòng đấu thứ 3 ấy, thì các đội bóng sẽ phải đăng ký hoàn thành được cái ngoại binh cũng như là thay thế hoặc là bổ sung. Có thể đăng ký bổ sung với những đội bóng mà chưa đăng ký đủ và thay thế tối đa 3 ngoại binh đối với những đội bóng đã đăng ký rồi. Thì chốt là trước 15 giờ ngày 2 tháng 11 là các đội bóng là sẽ phải đăng ký chuẩn luôn, không được ấy nữa. Các đội bóng sẽ phải chốt luôn cái ngoại binh. Thì ở thời điểm hiện tại thì có Sông Lam Ngang mới đăng ký có 2 ngoại binh thôi. Với những cái gì mà các ngoại binh thể hiện thì mình nghĩ rằng sẽ có một số đội bóng ở V-League sau vòng đấu thứ 2 này sẽ thay ngoại binh đấy. Bởi vì ở vòng đấu đầu tiên thì nhiều ngoại binh cũng thể hiện cái phong độ không tốt cho lắm đấy. Cho nên là chúng ta sẽ cùng chờ xem là những đội bóng nào sẽ thay ngoại binh sau 2 vòng đấu, đúng không ạ? Mình đã nhìn thấy một số vấn đề của các ngoại binh của một số đội bóng rồi đấy, chơi không tốt đâu, không ngoại trừ khả năng là chỉ thi đấu được 2 trận là xong là chia tay và họ sẽ đăng ký bổ sung những cầu thủ khác đấy, đúng không ạ? Nhìn chung là cái vấn đề ngoại binh của các đội bóng ở V-League là tương đối là nan giải, như mình đã nói ở nhiều chương trình trước rồi, đúng không ạ? Việc các ngoại binh ở V-League thời điểm hiện tại thì mua về là có nhiều cầu thủ không đáp ứng được về mặt chuyên môn, và có nhiều đội bóng đấy 2 mùa, ngay cả một số mùa giải trước thi đấu được 2 trận thôi là bị thay rồi, đúng không ạ? Thì mà vốn dĩ thì các đội bóng V-League thì bây giờ họ cũng an toàn, nhiều cái ngoại binh là chỉ ký hợp đồng có 1 năm thôi đấy. Nên là sau 1 năm thì trong trường hợp họ chơi tốt thì họ lại bị các đội bóng khác họ lại trèo kéo bốc đi mất thì lại không gia hạn được, đúng không ạ? Rất là đáng tiếc đấy. Cái vấn đề của chúng ta là vấn đề ký hợp đồng với ngoại binh đang là một vấn đề mà một bài toán rất nan giải với các đội bóng V-League. Vì là trong trường hợp mà mua được ngoại binh tốt ấy, thì việc mà ký được 1 năm thì sẽ rất là tiếc khi mà bị đội bóng khác họ hớt mất. Trong trường hợp mà nếu mà ký dài mà các ngoại binh lại chơi tệ thì lại tốn tiền, vì
ký hợp đồng với các ngoại binh rất là tốn tiền đấy, cho nên là các đội bóng sẽ phải tính toán không dễ một chút nào. Trong mấy năm trở đây thì V-League không chiêu mua được quá nhiều những ngoại binh giỏi. Ở thời điểm hiện tại thì các ngoại binh của V-League thì có Rafenson, có Ri Mario, Henrio là những cầu thủ có trình độ và chuyên môn chất lượng rất cao. Còn bên phía Hà Nội thì có Tagu, cầu thủ mới về, giá trị bây giờ là nhất V-League đấy, đúng không ạ? Và một số gương mặt khác nữa, nhưng mà đấy, nhìn chung thì mình thấy rằng là những cầu thủ đã khẳng định được tên tuổi ở V-League và cái trình độ của mình thì đó là Ri Mario, đó là Rafenson và Henrio. Thì trong số này thì có Rafenson, Henrio của Nam Định, cả Bruno Cunha của Viettel nữa, đúng không ạ? Thì đấy là một số cầu thủ mà chơi rất là tốt ở V-League mà khẳng định được tên tuổi của mình rồi, đúng không ạ? Còn những cầu thủ như Gavane ngày xưa đá cho Sài Gòn rất tốt, nhưng mà sau đó chuyển sang các đội bóng khác thì thi đấu chưa thực sự tốt cho lắm, chưa đạt được với cái đẳng cấp đúng như cái kỳ vọng của ban huấn luyện cũng như là chính cực của cầu thủ này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về tỷ số các trận đấu của vòng đấu thứ hai thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất về lịch thi đấu, về kết quả bóng đá và bảng xếp hạng bóng đá được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh YouTube Thuật Thể Thao. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.